Ouais. Dame chai no. Chai no mày tao xuống đi khám. Yeah. Hồi trên một tí mà đã bắt được bia hơi ở phố vắng. Cho game về làng. Dame chai no. Chai no mày tao xuống đi khám. Yeah. Hồi trên một tí mà đã bắt được bia hơi ở phố vắng. Cho game về làng. Yeah. Sáng thức dậy ta làm 7 bk. Hip hop đừng vẫn tính gảy guitar. Các em đến ta lại đẩy đi ra. Thôi em đi ra để quẩy vì na. Có thằng bạn vừa có sáng bơi hồ. Vẫn đang phải nên mà còn đang hơi tổ. Nhưng có điều này là tao không biết. Cô gọi đấy là để sao chơi đồ. Kiểu này thì đúng là không heo. Thì bán cả iPhone để dùng xeo. Thì hết tiền nhưng nhìn vẫn phải ngon. Đến thật lưng tao vẫn là LV. Nhìn được sắc nét như là LG. Em nào cũng nhìn như là Kelly. Tay tao mềm như là Jerry. Thấy có phải không just tell me. Let's go. Trên đầu mình tao xứng để kháng. Yeah. Với trên một tí mà đã bay từ bia hơi ở phố vọng. Cho nghe về làng. Ta phải chơi nhiều. Anh ta phải chơi đồ. Anh chơi để tăng sức đề kháng. Anh chơi suốt ngày đêm cảm giác như đã thể chán. Anh bảo đồ để chơi chứ không phải là để bán. Anh ta phải chơi đồ. Anh hay mua ro giảng võ. Hôm nay ta thấy anh chơi hẳn một thùng về. Anh bảo mỗi lần một tập thì chẳng bỏ. Nên tao đéo biết nó là như thế nào. Tuy anh chơi nhiều nhưng lại chẳng tập thể thao. Từ bé đến lớn chưa phải động vào rẻ lau. Anh chỉ đánh điện tử còn việc nhà thì để tao. Chơi nhiều thì bứ, bứ thì phải xả. Xả liền 4 tiếng là tiền phòng anh phải trả. Nhưng mà đang phê nên là quên ví ở nhà. Anh lại nhấc máy alo cho em Hải ra và nói. Trên đầu mày tao xuống đi kháng. Yeah. Hồi trên một tí mà đã bắt được bia hơi ở phố vọng. Cho nghe về làng. Ta phải chơi đồ. Yeah, yeah. Trên đầu mày tao xuống đi kháng. Yeah. Hồi trên một tí mà đã bắt được bia hơi ở phố vọng. Cho nghe về làng. Ta phải chơi đồ. Trên đầu mày tao xuống đi kháng. Yeah. Hồi trên một tí mà đã bắt được bia hơi ở phố vọng. Cho nghe về làng. Ta phải chơi đồ. Yeah, yeah. Trên đầu mày tao xuống đi kháng. Yeah. Hồi trên một tí mà đã bắt được bia hơi ở phố vọng. Cho nghe về làng. Yeah.